giao xe cho khách và hôm qua em đã chốt chiếc Kia Morning đỏ này, và hôm nay em làm thêm cái nhiệm vụ là trước khi giao xe em làm bảo dưỡng thay dầu tất cả thứ cho khách hàng, khách hàng về đi cho yên tâm. Bác xem đây quy trình của bên em bảo dưỡng. Thay cả dầu luôn đi nhá. À, hai vợ chồng đi. À vợ đứng để vợ đấy. Vợ đây một quần. Tháo ra. Biển số là 29A766666, xe rất là đẹp. Bên em mới chốt tối qua và hôm nay em làm khô công tác là bảo dưỡng thay dầu và mọi chức năng là em bảo dưỡng qua cho khách để về đi lại cho nó an tâm. Thì xin giới thiệu với các bác là trước khi là em để nguyên quay cho các bác và bác biết được xong rồi thì chúng em sẽ làm thủ tục gọi là những cái gì xấu hay là cái gì đó thì bọn em sẽ thu tát chứ em không thu tát trước. Theo nhu cầu của các bác này bọn em sẽ làm theo của khách hàng thôi. Còn bọn em chỉ có mỗi cái là bảo dưỡng thay dầu là nằm trong cái khuyến mại, còn đâu là cái phần sơn xì xước sát nó nhiều hỗ trợ, còn đẹp ở xe hay là đó thì các bác lấy thông điệp với em thì với em sẽ làm hết. Xe này về thì thực ra bọn em chưa làm một chút nào về sơn vỏ gì cả, hôm nay chỉ bảo dưỡng cho các bác thôi, anh cho người thay dầu đấy. Bác xem gầm vẹo con này nhé, rất là đẹp luôn. Em bấm gầm cao đây, một tí nữa. Các bác xem những chiếc xe này, em mới nãy về đẹp, gầm rất là đẹp, nó tốt một mọt nào vậy, rất là đẹp luôn. Bác đến mua xe tại chỗ Tô Vinh Môn với em thì em có đội ngũ thợ rất chuyên nghiệp, làm rất là nhanh, các bác yên tâm, nên là tụi em làm đã làm gì là làm cho đến nơi đến chốn, các bác về chỉ việc đi thôi. Cái này là bảo dưỡng xong là em sẽ đánh bóng cho bác chủ xe một lượt để các bác về nhà nhìn, mọi người nhìn xe cho đẹp. Đây là chưa có gì cả. Đây là các bác chuẩn bị thay dầu cho khách hàng. Em nhà em thì thay dầu nhưng mà còn cắt chôn nữa ạ. Tất cả các bác nếu mà đi xe cũ hay là có như nào đấy thì các bác mà không may nó có bị ở ngang đường hay ngang xã gì đấy thì các bác cứ điện cho em số điện thoại 0943 62 621, em sẽ tư vấn và tư vấn cách sửa chữa cho các bác nhé. Thì thôi, em về mua bán xe nhưng mà em là thợ sửa chữa cũng được khá lâu nên là về những cái hỏng lặt vặt thì em có thể tư vấn được cho các bác khi đi ngang đường mà nó có trục trặc gì đó thì em có thể tư vấn sửa chữa cho các bác được. Em mà có anh em nào người quen gần chỗ các bác bị hỏng xe em sẽ nhờ người ta ra sửa chữa giùm các bác. Bên em thì quen nó đây là xưởng của xe về thì em còn quay mộc nên cho các bác xem luôn. Sau đó các bác có nhu cầu sửa chữa thì em cho vào công xưởng sửa chữa và làm cho các bác thật ngon lành để các bác đi yên tâm.
Thực ra với con xe mà được 2007 số tự động mà xe đẹp như này thì mà cái giá 188 triệu thì có hợp lý. Mới đi được 12 vạn thôi các bác ạ. Hôm qua một anh trên Thái Nguyên anh xuống chốt và hôm nay một em làm như này để cho anh về anh đi cho yên tâm. Đấy, như những ở nơi khác thì người ta bán xe cũng các em cũng có bên em thì em cho biết các bác là khi xe về chỗ nào lỗi thì em bổ lỗi, chỗ nào không lỗi thì em bổ không lỗi. Làm xe nó phải uy tín đấy anh chị ạ. Vâng. Em lâu rồi em mới nay mới lên sóng để quay cho các bác thôi. Mọi ngày thì nhân viên em làm. Anh ơi, cần tháo ra để làm sơn cho các bác cái phần la răng nó hơi xấu. Làm cho bác nó đẹp. Cho cả bốn à? Vâng vâng, cho cả bốn cho đều đẹp luôn. Đèo này đi rất ít, má phanh vẫn nguyên zin các bác ạ. Xe rất là đẹp. Lâu lắm rồi hôm nay vẫn có xe đẹp đến mức độ phải công nhận là sâu nhưng mà rất là đẹp. Một bác quan chức bác đi nên là bác giữ gìn rất là cẩn thận. Đây là toàn cảnh công ty sửa chữa của bên em. Còn bãi xe thì em để bên cạnh. Đây là cho xưởng sửa chữa. Bên em là chuyên sửa chữa tất cả, làm tất cả thứ về bên bảo hiểm thứ cả. Đây là khi xe về là em không mấy khi em sơn sửa làm gì cả, em để nguyên mộc. Các bác đến là xem xong mà thích thì em sơn lại. Không thì em để các bác về các bác tự làm. Và em chỉ có làm cái khâu quan trọng nhất là đó là em kiểm tra tất cả máy móc cầm bệ cho các bác trước khi bác lấy xe thôi. Giao xe là em phải bảo dưỡng thay dầu và kiểm tra lại tất cả thứ trước khi giao xe cho các bác. Đây xe này là báo chốt thì hôm nay em làm bảo dưỡng tất cả thứ rồi. Hai nữa bác xuống bác lấy cũng đi về. Bác nào có nhu cầu mà mua xe cũ bên em thì hãy liên hệ theo số điện thoại của em là 0943 622 621, gọi em Khanh. Và các bác có nhu cầu bán xe thì cũng liên hệ với em. Em mua tất cả các dòng xe cũ cũng là số điện thoại đấy luôn. Tất cả các bác thì em thay là cũng rồi đẹp, lọc cũng lọc chính hãng luôn, đẹp luôn. Không phải là đồ khuyến mại mà lấy đồ trả tiền ra thay cho khách hàng cũng được. Đấy. Em thợ có khoảng 19 thợ thôi, rồi các ngành nghề như gầm máy điện, rồi sơn, điều hòa, bên dọn nội thất. Thế là nó đều có đủ hết.
khi em bán sẽ xong khách có nhu cầu nào em làm thích làm đẹp là em làm đẹp luôn cho khách hàng. Tại bên em thì các bác rất là yên tâm là khi chúng em về là chúng em kiểm tra tất cả thứ, có vấn đề gì hiện tượng cái là em làm luôn, em làm cho các bác về các bác chỉ được đi thôi. Những xe nào mà các bác không có nhu cầu làm thì bọn em để các bác về tự làm gần nhà để người ta nó có kinh nghiệm hơn thì em để lại, nhưng mà hầu như máy móc về bên em là bọn em phải kiểm tra và phân chỉnh lại hết tất cả làm để sao ngon lành, dù nó còn nguyên zin cho nữa nhưng quá trình sử dụng là sơ cũ sử dụng thì mình phải kiểm tra và bảo dưỡng thì như các bác về thì bọn em mới yên tâm được. Còn để các bác mà đi về nhà mà không may thở thì làm không được mà nó kém ngay thì em ai nấy. Cái này là mai em cho đánh bóng thì rất là đẹp các bác ạ. Đây là tất cả thân vỏ này em chỉ rửa qua thôi. Các bác nào không chốt được thì cũng thông cảm, vì qua anh chốt rồi thì em làm khô này để cho bác được hai nữa bác lấy xe. Bác nhìn toàn cảnh những sửa sưởng của bên em. Còn bãi xe của em thì em quay bác bãi xe của em. Thì cũng là cuối tháng này em bán khá là nhiều nên là xe ở bãi là nó chỉ còn mấy con nữa thôi. Em sẽ một vài em nữa là xe về nhiều thì em sẽ quay trực tiếp cho các bác. Hãy liên hệ với em trên kênh 0943622621 nhé. Rồi, em xin chào tất cả các bạn nhé.